sau khi mình giao rest lại nè các bạn. Đó các bạn thấy không, nó bình thường lại hết ha. Như vậy thôi các bạn, những có những cái máy như vậy thì mình cài cái switch này nó cũng khá là tốt nha, không có dùng máy tính ha, để cái gì mình dễ dàng giao rest lại nha các bạn. Alo, xin chào các bạn. Sau khi mà mình giao rest xong á, cầm một số cái switch hay á, ví dụ trên tay mình là cái máy này mình để giao rest roulette thôi nha các bạn. Roulette iOS 15.8. Sau khi mà mình giao rest xong á, mình xài mà ví dụ như nó hết pin hoặc là mình tắt máy khởi động lại gì đó, thì thường thường hiện tại thì nó sẽ mất cái giao rest ha. Lúc đó các bạn sẽ dùng máy tính nè, mở cái tool Windows mình giao rest lại. Mà ví dụ như các bạn đang đi chơi ở xa hay gì đó, mình cài cái rít trên xe hơi á, mà lỡ nó hết pin á, không có cái máy tính á, thì mình làm sao? Chia sẻ với các bạn là mình cài thêm một cái switch nha. Đầu tiên thì trong Sileo các bạn phải cài cho mình là cái Joint Hopper trước nè. Cài Joint Hopper để làm gì thì mình để cài cái Joint Store nha các bạn. Sau khi mà có Joint Hopper á, bấm vô tiếp tục cài đặt Joint Store. Joint Store hiện tại nó ra phiên bản mới là nó cài vĩnh viễn ha. Anh em nào chưa hiểu kỹ xem lại cái video cũ giúp mình. Sau khi cài xong cái Joint Store, mình bấm lên để cho nó xác minh những cái cài đặt trong cái Joint Store thành công á. Cái này là Joint Store 2 nha, cài vĩnh viễn nha các bạn. Sau khi mà mình có cái Joint Store, mình cài cái file IPA ngoài thoải mái ha, thì các bạn vô cái đường link này giúp mình để mình cài cái switch đó các bạn. Cái switch này là Mailrat nè, các bạn cứ gõ cái đường link này vô, rồi gõ đường link xong á, rồi mình bấm next là nó tới một cái trang web hay là tới một cái đường link á. Link này là mình đã rút gọn rồi nha, cho các bạn dễ tải thôi. Rồi các bạn cứ tải theo cái file này về. Cái này mình tải về để mình cài đặt qua cho store khá là tiện ha. Cái này cái switch này là ví dụ như mình máy mình hết pin hay là gì đó mất giao rest á, thì mình kích lại được nha các bạn. Sau khi mà mình tải về, mình vô phần tải về nè, rồi tiếp tục chia sẻ qua cho rồi để mình cài cái switch này ha. Khi cài thành công á, ví dụ cái máy này nè, các bạn mở lên các bạn thấy không, nó ghi là đã giao rest rồi á, thì cái dòng bôi giao rest nó sẽ bị mờ đi ha. Giờ mình tắt máy khởi động lại thử để cho nó mất giao rest đi, rồi mình kích lại coi thử có thành công không nha. Rồi các bạn chờ xíu nó khởi động máy lên. Thường thường á, ví dụ như hết pin hoặc là tắt máy á, thì nó sẽ mất giao rest. Nhờ cái switch mới cài á, mình kích lại. Vậy là các bạn coi như là xài giao rest dạng như bất tử luôn ha, không có cần máy tính đồ này kia. Mỗi lần nếu mà nó mất giao rest á, thì các bạn mở cái switch đó, các bạn kích lại thôi. Khá là đơn giản. Rồi mình đợi xíu. Rồi khi mà nó khởi động lại nè, các bạn thấy nó mất giao rest không? Mấy cái chip mình cài hình nền động nó mất tiêu, nhưng mà cái phần mail rest nó còn nè, các bạn bấm vô ok hết cho mình. Rồi bấm cái dòng giao rest nè. Rồi các bạn chờ một xíu nó sẽ giao rest lại ha. Giao rest lại thành công á thì cái máy mình nó sẽ boot lên. Thì những cái chip nào mà mình cài từ cái giao rest, ví dụ carriage hay là những cái hình nền động hay là thanh tác dụng gì đó là nó sẽ bình thường lại hết các bạn ha. Máy này máy chỉ 6S thôi, khách hàng nhờ mình cài chủ yếu carriage dùng trên xe hơi á. Sau khi mình giao rest lại nè các bạn, đó các bạn thấy không, nó bình thường lại hết ha. Như vậy thôi các bạn, những có những cái máy như vậy thì mình cài cái switch này nó cũng khá là tốt nha, không có dùng máy tính ha, để cái gì mình dễ dàng giao rest lại nha các bạn. Rồi xin chào, cảm ơn các bạn.